Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, đến hẹn lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc, và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn là trên tinh thần vui là chính các bạn. Hôm nay chuyển đề tài, chuyển cái gu sang chơi lan các bạn. Lần đầu tiên là mình đặt hàng để mình mua ở trên mạng. Đây là cái lan rừng các bạn. Lan rừng tôi thấy cái dòng lan này nó cũng lạ, nó cũng khá là thú vị, thành ra tôi cũng muốn trải nghiệm đi sâu vô cái vấn đề là mình chơi lan rừng để mình chia sẻ cùng các bạn trên tinh thần vui là chính ăn. Chứ thật ra cái lan rừng này mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm đâu các bạn. Tôi chỉ chơi những cái dòng lan phổ thông thôi, dòng lan mà dễ tính thôi. Còn những cái dòng lan rừng này tuy rằng nó dễ, nó mọc hoang dã, nhưng mà nó có cái đặc tính riêng của nó, mình biết cách chăm sóc thì cây mới ra bông. Nhưng mà mình trải nghiệm, thì đầu tiên mình trải nghiệm thì mình chơi những cái cây lan mà nó dễ rẻ tiền, nó dễ tính. Từ từ mình sẽ nâng cấp lên, mình chơi cái dòng lan này, bởi nó cái gu mình nó thay đổi theo cái thời điểm. Ví dụ bây giờ tôi chơi cây bonsai này nhiều rồi, mình chơi không phải là mình chán bonsai, nhưng mà mình muốn tạo thêm một cái môn mới nữa để cho mình có thêm cái nguồn cảm hứng, để mình háo hức, mình chờ đợi như lan, như hoa phong lan chờ đợi. Và các bạn là cái câu đó rất là hay, chơi bông lan các bạn có thử nhẫn nại. Hầu như là cái vấn đề mà chơi lan với chơi bonsai là hai cái, tuy rằng một nó là một cái thú vui tao nhã, nhưng là hai cái cách chơi, cái kiểu chơi nó khác nhau, nó có hai cái trường phái khác nhau riêng biệt. Ví dụ như các bạn chơi về lan thì nó có hẳn một những cái loại phân bón riêng dành cho lan. Chơi bonsai thì có cái loại phân bón riêng dành cho cây bonsai. Thì cây bonsai thì phân bón của nó phổ biến luôn trong cây công nghiệp, chứ cây lan thì đa số người ta có sản xuất cái loại riêng, là chứng tỏ rằng cái ngành lan nó phát triển cũng rất là mạnh mẽ, nó mới có một cái thương hiệu vững chắc như vậy các bạn. Rồi mình đầu tiên mình mua thì mình mua cây lan rẻ tiền. Hôm vừa rồi lên lang thang trên mạng thì tôi xem trên đó, tôi thấy chốt hàng online cũng thú vị, thành ra tôi mua thử cây hai mã số cây ha, hai cái loại cây này. Đây là cây lan hải yến các bạn. Cây lan hải yến, cái loại này thì nó lên sẵn trong cái cục này rồi nè, khi người ta khai thác thì người ta mới cưa ra người ta bán các bạn. Bán thì họ bán một lô, cái chung là một mã đó, một cụm của nó gồm có hải yến, thì nó có bốn cái khúc như thế này, bốn khúc như thế này thì họ bán mình là 70.000. Bây giờ tôi cũng sẽ xử lý cái này xong này vài ngày nữa bắt đầu mình tiến hành mình trồng. Trước khi mình xử lý cái cây hải yến rừng rú này, em là sơn nữ nhân bạn, sơn nữ xuống phố đó. Bây giờ tôi sẽ ở trong rừng, nó có nhiều nấm. Nếu mà các bạn mà trồng lan, mà các bạn mua lan, bút lan mà lan rừng từ trên rừng rễ đây rừng Ninh Thuận về nha, về thì trong đó nó có nhiều cái loại nấm. Nếu mà các bạn đem về các bạn không có diệt khuẩn tốt thì vô tình chung là nó sẽ lây cái nấm của nó lây qua cây nhà mình. Thành ra bây giờ bước đầu tiên tôi phải diệt khuẩn nó trước ha. Rồi diệt khuẩn là tôi cũng sẽ sử dụng trong 5 lít nước ở đây, 5 lít thì 5 lít nhiều không? Này chừng 3 lít là được rồi, nhiều tốn thuốc cho được mẹ vậy. Rồi tôi sẽ bỏ cái thuốc diệt nấm, thì có thuốc diệt nấm dành riêng cho lan, diệt khuẩn dành riêng cho lan, nhưng mà nó tôi không chưa có mua, thì thôi bây giờ mình chỉ xài thử cái loại thuốc diệt nấm diệt khuẩn này của cây mai thôi ha. Tôi sử dụng cốc 85 huyền thoại giờ mình sử dụng cái loại này, thì tôi vẫn pha theo cái tỷ lệ là 1 lít nước, 1 gram trên 1 lít nước ha. Tôi pha ra đây. Cái muỗng này là nó 1 gram á các bạn, 1 gram mà nó bằng như thế này, nhưng mà nó nặng vậy là nó phải 2 gram, vậy là nó 2 gram rồi. Vậy thôi mình pha nó 1.5 cuốn được rồi, tại cái này 3 lít nước án cũng được các bạn. Rồi đây là này, nó diệt nấm rất là hay ha. Khi mà các bạn pha cái dung tổng hợp nước này rồi thì các bạn có thể là mình ngâm cây lan vô đây á, trong vòng là 30 phút, rồi các bạn vớt cây lan ra. Thì cái quá trình đó thì bước đầu tiên là chúng ta diệt khuẩn được cây lan khá là tốt rồi. Rồi từ từ khi mà các bạn trồng thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn diệt khuẩn, hoặc các bạn dùng thuốc kích thích tăng trưởng cho nó ha. Một chút tôi đi chợ, tôi mua một số cái loại phân bón cũng như là mấy cái giá thể thuốc trồng lan hết rồi, nhà hết rồi, bữa hổm buôn mớ hết rồi. Giờ mình vẫn là sử dụng cái dụng cụ hành nghề của mình, trước khi hành nghề phải diệt khuẩn đó các bạn. Rồi tôi sẽ xử lý em này ha. Rồi khi mà bất cứ một cái cây gì trước khi trồng thì các bạn nên tỉa bỏ
những cái gì mà không cần thiết. Thí dụ như là những cái rễ mà nó khô, nó hư thì chúng ta tỉa bỏ ha. Còn những cái bông, cái trái như thế này chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta bỏ đi để làm gì? Nó làm, nó nuôi, nó làm cây mất sức cho được mẹ gì trơn đó. Đó các bạn. Cái cây hải yến này nè, cái bông của nó khi mà các bạn cận cảnh thì các bạn, nếu mà bạn là yêu thích thiên nhiên ở miền Tây sông nước thì ở các bạn sẽ nhìn thấy cái bông này nó na ná, nó giống giống như là cái bông lục bình, nó xinh tím, trắng trắng xinh tím vậy đó. Bởi vì tự nhiên cái màu nó gây ấn tượng, cái tôi thích đi chơi rồi. Lần đầu tiên chơi em này, chơi em hải yến. Rồi tôi sẽ bỏ vô đây, tôi ngâm vô cái diệt khuẩn, tại có mấy khúc gỗ này nè, nó có nhiều nấm lắm. Tôi ngâm trong đây ha. Đó này. Rồi một khúc. Một khúc các bạn. Nhúng luôn, nhúng cái lá luôn, nhúng cái lá vô nó luôn. Đó, tôi ngâm vô góc này. 30 phút để canh giờ để chút mình dớt hết ra. Tôi nhiều nó ngủng của tỏi thế nè. Đây một khúc này nữa. Đây một khúc này các bạn ha. Khúc nào họ cũng có bông, mùa này là mùa bông hải yến á. Hải yến. Rễ của nó thì cái nào mà cái rễ bị dập thì cắt bỏ, nó không dập thì thôi. Nhưng mà theo tôi mới mua lần đầu, tôi mua hai mã, hai cái chủng loại cây, một chủng loại cây nó bám chặt vô thân gỗ và chủng loại cây rời. Nhưng mà rốt cuộc tôi rút là tôi thấy là các bạn nên mua những cây nó bám vô cái gỗ như thế này thì về cây mình nó cái tỷ lệ sống nó cao hơn. Còn chút tôi cho các bạn xem một cây mà nó trần truồng, nhìn thấy quải lắm các bạn. Mua về tôi nói đầu tiên á, mình thấy chơi cái hàng này bởi vì lúc trước á, trước nào giờ á, thì mình chơi những cái loại thuộc cái hàng là xanh tốt mình quen rồi các bạn, chơi hàng xanh tốt mình quen rồi. Khi mà mình thấy những cái hàng mà nó khô khô bó sẹo vậy, sao nhìn thấy quải gì đâu, nhìn thấy ngán. Ngày hôm qua khi mà vừa cua thùng ra thật sự là mình cũng hơi hụt hẫng, tại mình không ngờ em nó tàn tạ như vậy. Em sơn nữ này nó tàn tạ quá. Rồi xong rồi về, hôm qua về tôi cũng phun sơ qua trong nước rồi tôi ủ vô thùng. Thì hôm nay thì cái lá nó xanh xanh, chứ hôm qua nó khô khóc khô eo các bạn. Hôm qua nhìn thấy chán. Sơn nữ nhìn thấy mệt, nhìn thấy quải chờ đậu á. Nhìn thấy mấy em mà lan được trồng đào tạo bài bản ở trong cái vườn lan à, thì mình thấy mình quen mắt rồi. Hai lan nó có hai, trong cái phong vô chơi lan thì nó cũng có hai trường phái. Trường phái thì họ thích chơi lan rừng, họ thuần lan rừng, giống như là họ thuần một con chim. Còn có một trường phái thì họ thích chơi lan nó thuần chủng. Lan nó thuần, nó thuần cái khí hậu vườn á thì họ chăm nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà tôi là phái chinh phục. Cái này nó có trái nè các bạn. Nè, nó có trái nè. Trái này chút tùy quăng vô gốc lan cho coi nó lên không. Đó nè. Đây. Gốc này. Nè các bạn. Đây là cục thứ ba. Và cái hải yến này nó nở thơm, nó cũng thơm. Đây tôi sẽ bỏ cục số 3 này vô. Hôm nay chút đi thăm bà dân thôi, lâu quá không thăm bà. Mua mớ phân bón tới nhà tôi, tôi biết cũng hết rồi. Mua phân bón về để mình tới cái tích rễ rồi lan nữa. Đây khúc cuối cùng là khúc số 4, nó nằm ở trong cái lô này. Đấy các bạn. Nhìn thấy te tua ha. Mình tỉa bớt cái ngọng khô khô đi. Khi mà người ta bán á, người ta cố tình người ta để vậy để cho nó mang cái tính chất mà nó tự nhiên, nó hoang dã. Chứ còn nếu mà tỉa tốt mà gọn gàng thì đối với người bán thì đâu có khó khăn gì trong cái chuyện đó. Nhưng mà họ muốn nhìn cho nó mang đậm cái tính chất nó tự nhiên thì nó sẽ người chơi lan rừng họ thích hơn. Chút củi này thì nó có được hai gốc nữa. Rồi xong cái phần lan hải yến, bởi vì lan rừng thì không thể nào mà chúng ta đưa vào chậu chúng ta trồng được. Những cái mắt như thế này thì các bạn có thể là ghép lại, các bạn có thể là ghép lại để mà mình chơi thành một cụm, hoặc các bạn có thể sắp lại trong một cái chậu để các bạn nuôi. Thì bây giờ là mùa hải yến thì chúng ta nuôi thì chắc chắn là cái tiêu chí của chúng ta là chúng ta phải chờ tới năm sau thôi, cái năm sau để cho cây nó có bông, chứ bây giờ thì có lẽ thì đâu có bóc được lan răng rừng, đâu có bóc theo mùa. Rồi đây là một cái cụm lan này, là cái cụm lan này người ta gọi là cái kiều tím nè các bạn. Kiều tím này nó kêu bằng về, khi mà buôn bán cho nó họ kêu bằng về ha.
về kiều tím. Kiều tím này á, thì họ bán tôi là 130.000, cái đơn hàng này 130.000, thì 130.000 cộng với cái đơn hàng hải yến là 70.000 nữa, là nó vừa trọn đẹp 200. Thì tiền ship á, phía bên mình chịu một nửa, phía nhà vườn người ta chịu một nửa. Kể như cái thường ship á, họ chuyển về nguyên một cái thùng trà bái như thế này đây, nguyên một cái thùng về mà mình chỉ tốn 30.000, mình mua là một cây cũng là 30.000 tiền ship, mà 10 mã số 10 cây cũng 30.000 tiền ship, tức kiểu như hỗ trợ một lần chuyển hàng là 30.000. Thì các bạn thấy là nếu mà một cái thùng như thế này mà các bạn gửi Viettel đi, các bạn gửi Viettel người ta vừa đăng ký, người ta vừa đo thể tích, thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là không dưới 50.000 đâu. Thì vấn đề 30.000 là họ đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều rồi, mà tôi thấy cũng được ha các bạn. Đi săn lùng những cái dễ cây là phải trèo trên cao là rất nguy hiểm, cưa hoặc là nhổ đem về xong rồi bán đi, thì tôi thấy là nó cũng qua trung gian nhiều tay lắm, chứ đâu phải là cái người trực tiếp đi rừng gì họ bán được. Nó nhiều lúc họ qua cái trung gian, cái người thu mua mà họ bán cái giá gì, tôi thấy là cũng khá là mềm. Mình chơi được là cái người chơi, cái người trồng lan đi săn lan rừng là kiếm được cái đồng tiền cũng khá là vất vả các bạn ha. Đây, bây giờ dưới mà cái dề lan kiều tím, cũng có người gọi là cây này là cây thủy tiên đó các bạn, có hai tên gọi thủy tiên với kiều tím. Thì cây này nó cũng đang hết đợt ra bông rồi, thường chắc nó ra bông vào cái tầm tháng 4. Thì hôm nay nó tàn, nó đậu trái rồi, tôi cũng sẽ cắt cái những cái cuốn trái này tôi bỏ để cho cái cây mình nó có sức cái cây ha. Đây, một chùm bên đây các bạn, cây này, cái chùm này cũng có rất là nhiều trái luôn nè. Bên đây quá trời trái nè, cái ngọn bông ngọn trái bên đây nè các bạn thấy không. Đây tôi cắt tôi bỏ luôn ha, bỏ luôn. Không biết mình cắt bỏ như vậy là có đúng bài chưa, tại vì tôi nghĩ tôi chơi bonsai á thì tôi cũng làm như vậy, thì qua bên lan mình cũng làm như vậy coi xem sao. Nếu mà các bạn thấy làm như vậy là không phù hợp thì các bạn để lại tin nhắn ha, chia sẻ cái cách thức mình chơi để cho người chơi càng hoàn thiện đấy các bạn. Đây đây cái rễ chỗ này, lá vàng bỏ đi. Nghe bảo là cái tôi coi trên mạng là cái kiều tím của Thanh Hóa đó các bạn, người ta bán bỏng một, người ta bán người ta đếm cộng. Lan là thuần rồi, vô chậu thuần rồi đó. Khi mà các bạn mua người ta đếm cộng, bỏng một cộng thì người ta quy ra là 100.000. Thì cái giò của các bạn, giò lan của các bạn bao nhiêu cộng thì bấy nhiêu tiền. Còn cái dưới cái cây này á, cây này cây rừng Ninh Thuận, thì họ bán mình chỉ có 130.000 thôi. Tôi thấy một cái giá nó cũng khá là phù hợp, thành ra để mình bút về mình chơi thử. Giờ tôi sẽ bỏ bớt những cái giả hành mà nó khô đó các bạn, nó khô á mình cắt bỏ hết đi. Tôi cũng tiến hành tôi xử lý là ha, cắt bỏ giả hành, cái giả hành khô héo rồi đi đó. Đây, bỏ luôn này đi. Giả hành nào khô quá nó teo tốt chứ nó không còn hơi hám gì chứ giữ làm cái gì. Mấy cái lá này cũng dày thôi. Đây, giá hành này nó cũng khô hết trơn này, nhưng mà cây đã còn tươi tươi để là không ta. Đây là mình đếm coi, mình đếm mà cái giá hành đó, cái giá hành mà nó có lá đó, cái này kêu là lá ngửa hay là úp ta, lá ngửa phải không? Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái giả hành có lá, 7 giả hành có lá này ha, cái cọng này có lá, 7 cái cọng này có lá đây, không biết kêu giả hành đúng rồi ta, tôi gặp lại, có gì mấy bà thông cảm ha, tại tôi nghe trên mạng mấy ông mà dùng từ mấy cái thân này, mấy ông kêu cái giả hành, không biết là dưới trường hợp này đúng hay sai, đúng hay chật, chật thì sửa lại, có gì dữ. Đây, mình sẽ bỏ bớt những cái rễ đi, cắt bỏ bớt cái rễ khô. Mình sẽ để thành nguyên bụi luôn. Mình thích chơi lan các bạn, mình thích chơi lan mà cái bụi lớn á, cái bụi nhỏ mình không thích đâu, không thích chơi bụi nhỏ. Thành ra khi mà cái lan tôi mua một dendro vậy cũng vậy đó. Tôi mua ba chậu, tôi ghép vô chậu, ba cái chậu nhỏ tôi ghép vô chậu lớn vậy. Nhìn nó ấm cây, còn le que có mấy cọng nhìn thấy chán lắm. Cái gì cũng vậy, nó phải rậm nhìn nó sướng, le que có mấy cọng nhìn chán nè. Tôi sẽ tỉa cái này là nó bám vô cái thân cây, hồi lột ra nè, bám vô thân cây
lần đầu tiên làm chuyện ấy hơi bỡ ngỡ, hơi bối rối, hơi hồi hộp, nhưng mà rồi từ từ em từ từ sẽ quen ha. Ai không vậy, đúng các bạn, lần đầu tiên làm chuyện ấy ai cũng vậy. Thôi về được rồi, không có để nhiều. Đây, chiều tím, nếu mà trồng vô vớn thì chúng ta áp vô đây, chúng ta trồng, chúng ta cột vô vậy cái là xong. Mình đang suy nghĩ là mình có nên mua miếng vớn về các bạn, tại vì nó có cái bể sẵn này nè, mình cột vô luôn, hay là đặt vô chậu để mình nắn cái nhánh này thẳng lên. Đặt vô chậu thì các bạn phải nắn cái nhánh này thẳng lên này nha. Còn nếu mà đặt vô cái miếng vớn á, cái miếng vớn nó hình bằng phẳng vậy nè, chúng ta đặt ta treo vô cái vách á thì nó có cái mặt này nó vừa, đúng mà chúng ta cột vô một cái, cột vô đây thì từ từ nó sẽ bám vô vớn nó lên thôi ha. Và ha, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái, 11 cái à, có những cái cọng nó cũng còn xanh rồi, thôi mình để lại. Rồi đến chút nữa tôi đi mua, tôi xem tôi coi cái này là trồng vô cái chậu hay là trồng vô cái miếng vớn, cái nào đẹp hơn, cái miếng thớt cái bằng phẳng, cái miếng gỗ á, trồng cái miếng gỗ coi cái nào nó đẹp hơn ha các bạn ha. Rồi ok, như vậy là xong rồi. Thì tiếp tục với cái cây này, cái bộ rễ của nó rất là nhiều nấm, thì tôi cũng sẽ nhúng vô trong cái dung dịch mà nó có thuốc để diệt khuẩn diệt nấm, tôi ngâm nó trong vòng 30 phút, và khi mà bắt đầu tôi lại đem tôi treo lên ha, đem tôi treo lên như thế này, thì mấy ngày sau tôi sẽ trồng lại. Thì khi nào tôi trồng tôi cũng sẽ làm clip tôi chia sẻ cùng các bạn ha. Cái này là chia sẻ để mà cái vấn đề là mình học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thôi, chứ riêng về cái dòng lan rừng này tôi cũng chưa có rành, tôi mới bắt đầu bước chân vô cái nghề chơi lan rừng. Thì tôi đang đặt hàng, tôi đang đặt một cái cây này, kỳ này rút kinh nghiệm rồi, mình đặt cái cây người ta trồng cả thuần rồi, hơi mắc một chút xíu và vẫn chơi luôn. Tôi đang đặt cái cây nó kêu bằng cây gì tím tím quên mất mẹ rồi, giờ nói nhiều tên tôi quên rồi. Thì hôm nào em đó về tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ha. Rồi đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất cảm ơn các bạn dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.